Dạ Hoàng Phương xin kính chào khán giả đang xem trên kênh của Hoàng Phương. Chúc quý khán giả buổi chiều vui vẻ ấm áp bên gia đình, có bữa cơm sum vầy bên gia đình nha. Đây Hoàng Phương vô bếp để nấu cơm chiều. Đây Hoàng Phương nấu món cháo gà cho quý khán giả. Thì Hoàng Phương đã chuẩn bị gạo rồi, giờ Hoàng Phương cầu rang gạo cho nó vàng rồi đang nấu nhân khán giả. Gà thì Hoàng Phương cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, nên nửa con gà. Hai vợ chồng thì nên Hoàng Phương không có nấu nhiều, nó đủ ăn thôi. Giờ thì Hoàng Phương rang gạo. Gạo mình rang thì mình cho nó vàng lên thì mình nấu nó sẽ mau nhừ, gạo nó sẽ cháo nó sẽ ngon hơn. Mình đang cảm thấy nó vàng vừa tới là được rồi, nhưng cái gì vậy? Thì gạo nó cũng đã ngã màu chuyển sang màu vàng rồi nha, cái gì vậy? Rồi Hoàng Phương sẽ cho nước vào để nấu. Mình sẽ thành cho nước vào. Thì theo mình nấu nha, mình nước ít nước nhiều. Nấu vừa đủ ăn là được. Mình Hoàng Phương có ăn nhiều nên cho tầm khoảng gần nửa nồi nước thôi. Xong rồi Hoàng Phương cho gà vô luôn. Chứ mình gà nước lúc rồi nó còn nước nó còn nguội thì mình cho gà vô mình nấu, gà nó sẽ không bị nín. Để mà nước sôi thì bỏ gà vô, gà nó sẽ bị nín. Giờ Hoàng Phương bỏ gà vô để nấu nha, hướng dạ. Nấu quá, để nắp lại. Cho nó vào chín gà. Trong khi chờ đợi gà chín thì Hoàng Phương sẽ đi làm rau. Nên Hoàng Phương sẽ làm gà bắp gỏi với rau càng cua với hành tây nha, quý vị. Rau càng cua thì Hoàng Phương cũng đã chuẩn bị rồi nha. Quý vị, rau cua bỏ bỏ xong rồi đây, Hoàng Phương chuẩn bị ướp gỏi, rồi Hoàng Phương cho hành tây với đại quế vào. Quế vào gỏi, thì nước chấm thì Hoàng Phương cũng đã làm rồi, mình sẽ chế cho mình bóp cho nó thấm nữa thôi. Xong rồi gà mình chín ra là mình giờ chín ra xé thì mình chỉ trộn vào nữa là mình dùng được nha quý vị. Đó, mình cho nước chấm vào đây cứ vào này, mình chỉ trộn thôi chứ mình đừng có bóp nha, mình bóp nó sẽ nó bị dập hết rồi rau nó sẽ không được ngon. Trộn để nó thấm vô là vừa. Trong khi mình để chờ đợi gà nó chín thì để cho nó thấm gia vị vào nó là được. Đây.
Nó chỗ gà mà nó cũng đường chín rồi nha. Dạ. Đó. Nấu thêm xíu nữa. Rồi mình sẽ vớt gà ra để cho nguội rồi mình xé. Thì gà của Hoàng Phương nó cũng chín rồi nha quý vị. Chỗ đầu Hoàng Phương dùng Phương vớt ra để mà cho nó nguội để Hoàng Phương xé trộn với gỏi. Rồi cho gà Hoàng Phương nó chín rồi nha quý vị. Rồi tắt bếp để vòng hai chồng Phương chuẩn bị ăn cơm chiều. Rồi Phương cho ít hành vô nữa cho nó thơm, ít tiêu, lá mình cho nó bắt mắt xí, lại bỏ ít tiêu mình cho nó được ấm bụng. Hoàng Phương cũng đã chuẩn bị cơm chiều xong rồi nha quý vị. Cháo gà chấm với nước đó. Vợ chồng Hoàng Phương mời quý bà cô chú vào bữa với vợ chồng Hoàng Phương. Chúc quý bà cô chú buổi chiều, bữa cơm chiều ấm áp bên gia đình hạnh phúc nha. Hẹn quý giả vào những video tiếp theo.